ngày hôm qua ở phi trường Thượng Hải, tự nhiên có một chiếc máy bay nó cháy. Đó, quý vị thấy nó có lỗ ngay ở giữa. Mà đương nhiên là bên Tàu nó không bao giờ nó cho biết cái chi tiết của cái này bị cái gì hết á. Máy bay nào? Ethiopia. Cái này đó là ở ngay Thượng Hải, thì bên Tân Hoa Xã, Hoàng Cầu Thời Báo, tất cả những báo bên Tàu cũng phải đưa tin này ra. Và cái thứ nhì, thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt nữa, thưa anh Võ Văn Thiệu cũng như quý khán giả, đó là sau đại dịch tới nhiều cái dịch, kể cả nạn châu chấu, rồi tới cái lục, cái gì phải không? Nhưng bây giờ có mới ngày hôm qua, quý vị không thể tin tưởng nổi, ở bên Tàu ngày hôm qua động đất 8 lần trong một ngày, dù là động đất nhỏ, nhưng mà mỗi một lần như vậy đó, trong sử bên Tây Phương cũng như Đông Phương là trời không ứng ý cái gì đó, bắt cái người cầm quyền phải biết ăn năn hối lỗi. Anh thấy không, ngày xưa vua là phải lên lập đàn Nam Giao, ăn chay rồi rửa mình lên bái lại Thượng Đế, chuộc lỗi của mình và tha thuế cho dân. Đó là cái đó, cách giải quyết của Việt Nam mình. Thưa anh, bây giờ tôi quay lại với anh về cái chuyện của nước Tàu một chút xíu. Là trước khi mà anh trình bày cái này rồi anh vô luôn cái luộc. Trong lúc đó thì Leo chuẩn bị lấy giùm cho video số 5. Mời anh. Dạ, kính thưa quý vị, anh em chúng tôi đã nói nhiều về cái vấn đề lũ lụt ở bên Tàu và những cái tai nạn đang xảy ra tại nước Tàu. Thì sự thật đó, mình cũng không trông gì cái chuyện này xảy ra, nhưng mà mình trông cái gì? Trông là những cái biến cố này á, nó sẽ làm cho cái chế độ cộng sản của Tàu mau tan rã. Chế độ cộng sản thôi nghe, chứ còn dân Tàu thì mình yêu mến họ như dân mọi nơi trên thế giới. Sau đó thì họ sẽ có một chính phủ dân chủ làm việc với mọi nước trên thế giới. Cái đó là cái ước mơ của chúng ta. Dân chủ, pháp trị, công bằng, xã hội. Cái đó là một cái mà chúng ta muốn như nước Tàu. Thì quý vị biết là tôi cứ nói cái vấn đề này hoài là ở đời mà anh ác quá thì có ngày anh cũng sẽ bị quả báo thôi. Cái đó là cái luật thiên nhiên như vậy. Bên Thiên Chúa hay là bên Phật giáo hay bên các đạo giáo khác nào cũng đều dạy cho người ta làm lành, tránh dữ. Mà cái chế độ này thì không bao giờ làm lành được. Mà luôn luôn đi uy hiếp, ỷ mạnh để đàn áp, để chèn ép những nước và áp buộc họ phải vay trả những món nợ rất là nặng. Việt Nam cũng bị, Phi Châu cũng bị, Âu Châu cũng bị, Ý, Romania, Tây Ban Nha, Hy Lạp đều dính hết. Cái con đường tơ lụa mà Cộng sản làm nó, đang làm nó là cái con đường nó để xâm chiếm Âu Châu. Để xâm chiếm Âu Châu một cách hợp pháp, hợp hiến. Nhưng mà có lẽ trời cũng không tha cho những kẻ bạo chúa. Thì lũ lụt hiện tại ở bên Vĩnh Tàu rất là nặng. Tôi có xem một số hình ảnh trên cái đài NTD đó, News đó. Thì cái đài này quý vị biết là thành lập bởi cái nhóm Pháp Luân Công, Luân Công. Mà cái nhóm này là nhóm rất là ô hòa, tập thể dục thôi, không có gì hết, không có gì về chính trị này hết. Nhưng mà Cộng sản Tàu rất sợ, vì họ có rất nhiều người theo cái nhóm tập thể dục này, Pháp Luân Công này. Thì cái đài NTD này đó là cái đài nói tiếng Tàu, tiếng Ngoại quốc, tiếng Anh, đủ thứ tiếng, có 70 nước trên thế giới. Tại sao họ nói về Tàu nhiều? Tại vì họ biết rõ cái mánh mông của chế độ Cộng sản. Họ ở trong đó mà, ở trong đó ra mà. Thành ra những tin tức họ loan ra đều tương đối chính xác. Và những tin mà quý vị có thể vào YouTube NTD News, tôi không phải quảng cáo cho cái đài này, tại vì tôi không có gì trong đó hết. Nhưng mà tôi thấy cái tin này hay là họ chiếu cho những hình ảnh lũ lụt bên Tàu, những cái chuyện mà nước Tàu, nước chính phủ Tàu nói dối. Thí dụ quý vị thử tưởng tượng, nó có đập Tam Hiệp á, họ cho xả nước vào lúc 3 giờ sáng, không ai biết hết. Mà những nước tăng tiến á, nếu mà làm một việc quan trọng như vậy là phải cho dân biết được cả tháng, cả tuần lễ để người ta chuẩn bị, người ta di tản, người ta lo vấn đề cá nhân của mình. Cộng sản á, nó 3-4 giờ sáng nó cho xả nước ngập lụt ở dưới những cái làng ở dưới cái đập đó. Nhiều người chết thôi, đang ngủ thì chết luôn, không biết.
Thì cái chuyện ác như vậy mà đối với dân họ mà họ làm như vậy, thử tưởng tượng quý vị, họ có thương gì dân Mỹ, dân Việt Nam mình không? Cái đó là nó rõ ràng như vậy. Thì chế độ cộng sản nó rất là tàn bạo, làm bằng mọi cách để giữ quyền lực. Thì cái chế độ cộng sản nó không thể tồn tại được, vì ngay cả anh Tập Cận Bình này độc tài muốn làm vua, hiện tại đang làm vua rồi chứ không làm chủ tịch gì nữa, làm suốt đời. Nhưng mà đâu phải dễ, ở trong đảng cộng sản cũng có nhiều anh muốn lấy cái ghế đó, chơi nhau sát bán, nhóm của Dân Trạch Dân, nhóm của Hồ Cẩm Bào, Cẩm Đào. Tình hình này không phải dễ đối với Tập Cận Bình. Bị Mỹ phong tỏa, bắt đầu Mỹ bắt đầu làm mạnh rồi. Bị Mỹ đóng cửa các tòa lãnh sự, họ có 5 cái tòa lãnh sự ở tại Mỹ, thì Houston là một, có thể cái tới là San Francisco và Los Angeles, và Chicago, và New York. 5 tòa lãnh sự mà 1 tòa đại sứ. Thì nếu mà nước Mỹ làm mạnh tới, nên đóng cửa hết mấy tòa lãnh sự này, không có cái gì trong đó để mà ban giao nữa, không cần nữa. Nước Mỹ không cần sự ban giao của Tàu. Tôi thấy nghĩ như vậy, không cần, không cần. Mình đủ sức để mình tự lực tự cường. Phải làm cho anh Tàu này chết, chế độ này phải tiêu tùng, tiêu tan. Thì quả mai ra nước Mỹ có cơ hội để vươn lên làm lãnh đạo trên thế giới. Vì chúng ta xứng đáng để làm lãnh đạo, thì chúng ta có cương lĩnh, nhân bản, có luật pháp. Một anh bá đạo như Trung Cộng mà cứ tiếp tục làm như vậy, thì thế giới sẽ tăng, chiến tranh sẽ không thể nào tránh khỏi được. Thành do đó cái vấn đề là lũ lụt, động đất nhỏ, tức là dấu hiệu của những trận động đất lớn sẽ xảy ra, chứ không phải là cái chuyện đó là mê tín gì cả, cái đó là khoa học nó nói như vậy. Thì vấn đề là quý vị thấy trên TV á, mà quý vị có đâu có thấy được trên TV của Tàu đâu, CCTV đâu có chiếu đâu, những cái đài khác chiếu không, phải anh Dương Miên? Vâng, đúng vậy. Kính thưa quý khán giả, thường thường là những cái mình thấy hồi xưa đến giờ đó, dạ, mỗi một lần mà có thiên tai ở đâu đó thì người lãnh đạo quốc gia hồi xưa thì họ cúng, còn bây giờ thì cầu nguyện, thì có thể họ cầu nguyện là đúng, nhưng cũng đến thăm cái vùng lũ lụt, yes, hay là động đất hay là này kia. Mình thấy từ ông thống đốc đến ông tổng thống, yeah, đi New York bị cái ông bút con là bay tới liền. Yeah. Ông Trung cũng có tới đây. Yeah. Bất cứ cái chuyện gì ông Trung cũng vậy, có chuyện xảy ra là phải tới thăm, ông bay tới liền. Hay là ông thống đốc tiểu bang, ví dụ như vậy. Nhưng mà ông Tập Cận Bình đó trốn, người ta đếm, thưa quý vị, quốc tế người ta theo dõi Tập Cận Bình kỹ lắm. Đếm Tập Cận Bình 20 ngày nghĩa là không ra thấy, không tức ra là điệp viên di dư rô bãi, tức là không thấy. Không thấy mặt, nhưng bây giờ lần đầu tiên mới thấy ông ta xuất hiện. Leo lấy cho cái hình số 10. Thưa quý vị, người ta thấy Tập Cận Bình xuất hiện thì các cơ quan truyền thông chống Trung Cộng ở trong dân chúng người Tàu cũng như ở Đài Loan, Hồng Kông, những nơi trên thế giới đó, người ta mới đưa ra một cái nhận định là Tập Cận Bình phải cố thủ ở Bắc Đới Hà, tức là cái nơi mà hội họp những cấp lãnh đạo tối cao của nước Tàu, thì giữ nội bộ ở trong đó. Lý Khắc Cường giờ này cũng chống rồi, yeah, tức là nhiều người chống Tập Cận Bình trong nội bộ lắm. Thưa anh Võ Văn Thiệu, tình trạng đó anh có thể cập nhật cũng như phân tích cho khán giả của đài chúng ta biết về nội bộ của nước Tàu, nó cũng tùm lum, nó che lại nhưng mà chắc chắn nó có những cái vấn đề biển miếng ở trong. Chắc chắn cả có, chế độ cộng sản nào, ngay cả Việt Nam, cộng sản Việt Nam cũng có nhiều cái như vậy. Thì mình cũng không biết rõ hoàn toàn, mình chỉ đọc những tin tức theo dõi thôi, nhưng biết chắc là ở trong đảng cộng sản cũng có nhiều phe phá với nhau. Tất cả đều vì lợi nhuận thôi, quyền lợi thôi. Đàn em ở dưới nó hối thúc anh, sếp phải làm đi chứ tôi bây giờ mất tiền, mất của, cà phê Tập Cận Bình ăn hết của tôi rồi. Thí dụ vậy, không? Thì cái đó là vì quyền lợi, chứ không phải vì lợi ích quốc gia, quyền lợi cá nhân, lợi ích cá nhân. Do đó luôn luôn họ kình chống nhau. Anh nào làm được thì lên. Hiện tại thì có vẻ như phe Tập Cận Bình đang có nắm giữ đó, nhưng mà không biết nắm được bao lâu. Tại vì ông ta cũng là một người, nghĩa là quý vị thấy Tập Cận Bình có tài gì không? Có làm được cái gì không? Thấy cũng chả có làm được cái gì nên hồn. Mình sau Mao Trạch Đông thì chỉ có Đặng Tiểu Bình có một cái nhìn xa thôi, mà ông đó là ông là đại ác, ông đó là giết biết bao nhiêu sinh viên ở Tiên Ân Môn. Thì
Quý vị thấy là những anh mà sau đó đặng Tiểu Bình thì cũng xòn xòn vậy, cũng làm 4-5 năm rồi xuống chứ cũng không có gì đặc biệt. Riêng Tập Cận Bình là muốn làm lâu hơn, dài hơn. Vì anh có nói một câu mà thất cự là nước Mỹ có nhiều bầu cử, nhiều quá đi, tụi tôi đâu có bầu cử dữ gì. Cái câu nói đó chứng tỏ rằng anh không có ý niệm về dân chủ, anh không có ý niệm về pháp luật, anh không có ý niệm về ý kiến của người dân. Thì quý vị thì tưởng tượng cái người dân nào, dân tàu nào hiện tại đây mà có ý kiến gì khác với chế độ, có dám lên tiếng không? Làm sao một chính quyền không sai lầm được? Làm sao mà chính sách của chính phủ không sai lầm được? Cầu cống, đường xá, giáo dục, nhà thương, tất cả đều sai lầm hết. Có những sai lầm chứ sao, có làm là có sai lầm. Nhưng mà chế độ cộng sản ở Tàu cũng như ở Việt Nam, Bắc Hàn thì forget it, không nói chuyện Bắc Hàn nữa. Thì anh nói là không nên để ý nữa, chứ đừng có nói chuyện băng giao hay là thương thuyết. Thì là các anh nào, có người nào ở trong chế độ cộng sản mà dám lên tiếng phản bác, đưa ra những cái điều hay, điều đẹp để làm cho nước giàu dân mạnh chứ không phải để đã phá chế độ, nhưng mà đều bị bắt tù tội hết. Thì một chế độ như vậy làm sao mà sống lâu được? Thì tôi nghĩ rằng quý vị phải hiểu rằng cái này chỉ là giai đoạn thôi. Cái còn lại là những nước Tây Phương. Cái này tôi cứ nói lần nữa là nước Tây Phương xin từ bỏ cái lợi nhuận, cái profit đi, để nghĩ tới nước mình, để nghĩ tới dân mình. Khi các hãng lớn của Mỹ, của Tây Phương mà bỏ đi, bỏ địa phương của mình để qua bên Trung Cộng, tôi thấy tội cho những công dân Mỹ, công dân Pháp, công dân Đức, công dân Ý. Họ là những người đồng hương của mình, người máu ruột của mình, mà dám bỏ họ, đóng cửa hãng để qua Tàu vì cái gì? Vì cái đồng tiền. Thì tôi thấy cái đó bất nhân quá. Mình làm tiền vừa vừa thôi, đừng có làm nhiều quá. Nhưng mà stock của Tàu rất là cao. Financial transaction với Tàu là lớn. Mấy ông này làm được nhiều tiền. Thì ham và bỏ dân mình. Thì cái này chính là không phải chính phủ, mà những người làm việc trong ngành kinh tế, và ngay cả giáo dục nữa. Giáo dục cũng phải xem xét lại cái vấn đề ninh giả cho người Tàu nữa hay không. Okay, cảm ơn anh Võ Văn Thiều. Trước khi chia tay cùng khán giả, mời anh chào tạm biệt đi. Dạ, xin cảm ơn Du Miên và xin cảm ơn quý vị, và chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, và xin giữ gìn sức khỏe, đừng có tụ tập đông đảo để mà nguy hiểm. Kính mời quý vị cùng đón nghe anh Võ Văn Thiều trở lại với đài vào thứ sáu tuần tới. Thân ái chào tạm biệt. Dạ, xin chào quý vị.